Xin kính chào toàn thể bà con, chào các anh em. Hôm nay thì với Tuấn sẽ làm một clip ngắn hướng dẫn anh em cái cách chuyển qua lại giữa hai cái cách đánh sub stereo và sub mono sum. Stereo có nghĩa là mixer kênh trái nó xuống, nó sẽ sang một bên của lò sub bên này. Ví dụ như mình đánh cái 1 và 2 là mình đánh full range này. 1 và 2 cho full range này, 3 4 cho sub này. Bây giờ tiếng bên nào nó sang bên đó. Tiếng của kênh trái thì nó sang bên loa 3, tiếng kênh phải nó sang bên loa 4. Ví dụ như thế. Bây giờ chúng ta muốn đang đánh sub bên này là tiếng bên này là tiếng stereo này, kênh nào sang kênh đó này. Bây giờ mình thử bằng cách anh em thử bằng cách nhấn vào cái vô này. Vô này này. Nó chưa nằm sang là chúng ta chuyển cái nút nét này, nét và review. Và review này, chúng ta xem lại coi nó nằm chỗ nào đó. Chúng ta bật cái bin noise lên. Bật cái bin noise lên, tăng lên một xíu để chúng ta xem cái sóng bên này. Input nó là CH1 thì nó cấp cho full range là 1 này, 2 không có nè, sub là 1 nè. Tương tự chúng ta tắt noise đi. Tắt bin noise bên này đi, chúng ta phát bên noi bên kia, bên B, bên B rồi phát bên B này, đó, chúng ta quay nó lớn lên, xem mình này, CH2, kênh 2 của full range và kênh 2 của sub, đây là tín hiệu đang ở dạng là stereo. Tắt đi. Bây giờ anh em muốn đánh mono sub hay cái đường nó sum lại, hai đường input từ mixer xuống cái này nó sum lại mà nó ra cả 3 và cả 4 giống nhau thì chúng ta config nó lại, bấm vào config giữ rồi ấn config lại, chúng ta nhấn config lại giữ config này. Rồi chúng ta ấn vào cái list over. Đó, list over. Rồi anh em ấn cái net này này. Net này này cho nó xuống 3 4. Rồi chúng ta quay. Quay data view. Đó. Cái bar nó đang ở là 1x1 filter đường A. Chúng ta ấn cái data view này này. Nút quay này, này bắn vào một cái cho nó xuống cái router này, chúng ta quay, chúng ta chọn lại nó là A cộng quay. Tương tự chúng ta chuyển xuống cái 4 lộn, chúng ta chuyển xuống cái 4, chúng ta chọn cho nó là 1x1 filter, được. Tương tự đưa xuống cái router, chúng ta chọn nó lại là A cộng quay. Rồi còn fit nha, ấn cái núm nha, ấn cái nữa nha. Rồi chờ nó tin xong rồi. Bây giờ thì cái sub này nó là sub mono, có nghĩa là tín hiệu từ mixer đường này nó vẫn cấp cho đường số 3 và số 4, đường này nó vẫn cấp cho đường số 3 và 4 hai lần, nó nhanh lên, nó tạo cho cái tiếng sub lực hơn, chắc hơn và hay hơn. Còn full range thì chúng ta đánh 1 và 2 thôi. Hay hơn thì chưa dám nha, mình không dám khẳng định là hay, nhưng mà mình thích to và tiếng cho nó bự, nghe nó đã hơn. Chúng ta kiểm tra bằng cách như lúc nãy nè, video này đang ở kênh A, chúng ta ấn net rồi phát pin noi, rồi A này, đường số 1 này, full range là một đường có, là full range luôn luôn đã stereo rồi. À, đường số 3, số 4 cũng có không? Có nghĩa là kênh nào nó cũng vào sub hết. Bây giờ chúng ta tắt cái bin noise của đường A đi, nó sang, nhắn cái EU nó sang B rồi. Đó, B là chúng ta nét cho nó qua cái bin noise, on bin noise lên. Đó, B này, B là đường full range A không có, là đường full range B có, sub vào hai đường đó, nút
này chúng ta đã thành công, đã làm được rồi. Video ngắn thôi, anh em còn tiếp thu từ từ, cứ từ từ mà làm thêm. Mình sẽ ra rất là nhiều video liên quan đến con 2 số 10 này, từng cái chức năng một, để bà con và anh em có cái video để mà cùng chia sẻ cái kiến thức. Chúc anh em, chúc bà con vui vẻ và khai thác tốt cái con Rybrac 2 số 10 này. David Tuấn xin kính chào bà con và các bạn, anh em nhớ đăng ký kênh của mình nha, đăng ký kênh để theo dõi các cái video về sau được nhiều hơn, bổ ích hơn. Xin chào, thân ái.